Xin chào tất cả quý vị các bạn, cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng lăn bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt ạ. Chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này khi mà sang cuối tháng 8 này đang có các chương trình khuyến mại như nào thì em sẽ giới thiệu cho anh em cách chi cụ thể ạ. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miết của chiếc xe này đang là 542 triệu ạ. Sau cuối tháng 8 này thì đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 526 triệu ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 16 triệu tiền mặt ạ. Vậy thì chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đệm bia này làm cái nồi đang là 613 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 199 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 583 triệu. Trả góp thì đang là 169 triệu ạ. Còn là tỉnh áp thuế 12% thì đang là 594 triệu. Trả góp thì là 179 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 603 triệu. Trả góp thì đang là 189 triệu ạ. Đó là phần giá xe và tổng bánh ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m440, rộng là 1m729 ạ, còn cao là 1m470. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m60 ạ. Và khoảng sáng cầm xe đó chính là 16cm em nhá. Tổng thể của chiếc xe này thì nó rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Giới thiệu cho về phần đầu xe. Đầu xe của chiếc xe Hyundai Accent này thì nó được dập nổi khá là nhiều, giúp cho phần đầu xe nó cảm giác được thể thao hơn và mạnh mẽ hơn ạ. Và nổi bật về phần đầu xe thì có mặt lưới ca lăng rất là to bản, thiết kế rất là to bản em nhá, được viền xung quanh đường mạ chrome đấy ạ. Đó. Về mặt cản trước của chiếc xe này thì thiết kế nó cũng dập nổi khá là nhiều nhá. Và cụm đèn phía trước của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này nó sử dụng là đèn bi halogen đấy ạ. Nó không phải sử dụng đèn led đâu nhá. Theo em thì chiếc xe này lên sử dụng đèn led thì nó rất là tuyệt vời, nhưng mà rất tiếc nó vẫn sử dụng đèn bi halogen ạ. Đèn halogen thì nó sẽ ra cho ánh sáng là ánh sáng màu đỏ đấy ạ. Về đèn gầm của chiếc xe này nó sử dụng là đèn halogen nhá, đèn projector đấy ạ. Ngoài ra thì nó sẽ có dải đèn led ban ngày rất là dài, giúp cho chiếc xe cảm giác được sang trọng hơn, lịch lãm hơn và tinh tế hơn ạ. Về phần sườn xe của chiếc xe này thì nó không phải dập nổi quá nhiều đâu, thiết kế nó rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng không kém sự sang trọng ạ. Còn về phần bánh xe, bánh xe của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm ạ, vành nó là vành 16 inch đấy ạ. Các tính an toàn về phần bánh xe này nó sẽ là hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LED, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Nó sẽ không có cảm số lốp độ ạ. Vành nó vành 5 chấu nhé, 5 chấu màu xám đấy ạ. Thiết kế này theo đánh giá nó khá là cục mịch. Về sườn xe, chiếc xe này thì nó không có thanh nhập chrome đâu ạ. Về gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu cùng màu thân xe nhá. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn led ạ. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụm gương tự động, điều chỉnh bố mặt gương ạ. Và ngoài ra nó tích hợp thêm là có sấy nhé. Còn về chân kính của chiếc xe này, chân kính phía dưới thì nó sẽ có thanh nẹp chrome rất là dài, giúp cho chiếc xe cảm giác được trường xe hơn, dài xe hơn ạ. Đó. Còn về tay lắm cửa chiếc xe này là tay lắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa. Tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, đó chính là có chìa khóa thông minh đấy ạ. Về trần xe của chiếc xe này nó sử dụng là trần có cửa sổ trời cho hàng ghế đầu tiên nhé. Anten là anten sử dụng là anten vây cá này, đèn và phanh trên cao rồi đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần đuôi xe. Đuôi xe của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này nó cũng được dập nổi thì cũng không phải quá nhiều đâu, nó khá là nhẹ nhàng, khá là uyển chuyển, không và rất tinh tế nhá. Về cụm đèn phía sau nó sử dụng là đèn halogen đấy ạ, chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Thiết kế nó khá là sắc sảo và tinh tế ạ. Các tính an toàn về phần đuôi xe của nó sẽ là có cảm biến lùi, 4 mắt và camera lùi ạ. Quay cho em về phần cản sau này. Cản sau của chiếc xe này thì nó sẽ bằng ốp nhựa này, có thanh nạp chrome, khá là nhỏ thôi nhưng mà rất là dài. Đó. Và phía dưới thì nó có cánh hướng gió phía dưới em nhá. Bô chiếc xe này nó sử dụng là bô đơn, bô dầu phía dưới đấy ạ. Giờ sẽ quay lại cho em về tổng quan về phần đuôi xe ạ. Đây giới thiệu cho anh em về phần mức tiêu hao nhiên liệu ạ. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này ở trong đô thị thì đang là 8 lít 52 ạ. Ngoài đô thị thì đang là 4 lít 86, kết hợp trung bình chỉ còn là 6 lít 2 thôi ạ, cho động cơ 1.4 nhá. Ok, giờ sang phần nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này nó sử dụng không gian nội thất là màu be kết về với cả màu đen ạ. Đấy, tạo ra không gian nội thất rất là sang trọng, lịch lãm và rất là rộng rãi nhé. Rất là rộng đấy ạ. Ghế chiếc xe này nó sử dụng là ghế da được chỉnh cơ 6 hướng ạ. Đây, bên trong này của chiếc xe này nó rất là đầy đủ về từng thông tin về chiếc xe. Và tiết là tiện nghi nó rất là nhiều em nhá. Đây, ghế chiếc xe này thì ngồi rất ôm ghế đấy ạ. Ngồi rất ôm ghế và ngồi rất rộng rãi và thoải mái ạ. Còn về bên cánh cửa của chiếc xe này nó không gian là màu be kết với là màu đen ạ. Có các nút bấm như lên xuống kính cho 4 cánh cửa, khóa cửa, chốt kính ạ, điều chỉnh 4 mặt gương ạ. Chiếc xe này thì nó sẽ không có nhiều ghế đâu nhá. Ok, giờ sang bên hàng ghế thứ hai, giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai ạ. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này giống như ghế đầu tiên nhá. Ghế da màu be, ngồi rất rộng rãi và thoải mái đấy ạ. Nhưng hàng ghế thứ hai chiếc xe này rất là tiếc, nó sẽ không thể gập ghế được ạ, giống như phiên bản trước ạ, cố định luôn đấy ạ. Tích hợp thêm hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có cửa gió cho hàng ghế thứ hai nhá. Giới thiệu cho về phần vô lăng ạ. Vô lăng của chiếc xe này nó sử dụng là vô lăng 3 chấu ạ, được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ có đàm thoại chỉnh tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động đấy ạ. Về túi khí bản này nó sử dụng là 6 túi khí nhá. Về bảng lỗ táp lô, chiếc xe này nó sử dụng là bảng lỗ táp lô digital đấy ạ. Đó. Về tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần màn hình giải trí ạ. Màn hình nó sẽ là màn hình cảm ứng 8 inch ạ. Có kết nối Bluetooth, kết nối Apple CarPlay và Auto Android ạ. Ngoài ra thì nó sẽ là có hệ thống dẫn đường, định vị chỉ đường anh em nhé. Đấy, có cả map đấy ạ. Hệ thống điều hòa chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động đấy ạ. Còn đây bên ghế phụ này, không gian là màu be này, cặp với màu đen này. Các cửa gió điều hòa được viền xung quanh mạ chrome ạ. Về phần hộp số ạ, hộp số của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này nó sử dụng là hộp số tự động 6 cấp đấy ạ, cần số thẳng ạ. Phanh thì phanh tay, chiếc xe này nó sử dụng phanh cơ ạ. Đây, quay cho anh em về tổng quan về hàng đầu tiên này, thiết kế nó rất tuyệt vời em nhá. Nó sẽ có bệ từ tay trung tâm được bọc da rồi đấy ạ. Cửa gió cho hàng ghế thứ hai ạ. Về động cơ, chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.4 Kappa. Nó vẫn sử dụng động cơ cũ em nhá. Với công suất cực đại nó đang là 100 Nm trên cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 132 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút ạ. Còn dung tích nhiên liệu chiếc xe này là đang là 45 lít nhá. Về các tính an toàn của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt này, nó sẽ có như sau: có hệ thống phanh ABS này, phân bố độ phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử xe, hỗ trợ chuyển dốc ạ. Về nó cả cruise control, đó chính là ga tự động đấy ạ. Ngoài ra thì chiếc xe này thì nó sẽ là có hệ thống chống trộm mà hóa động cơ em nhá. Ngoài ra gương chống chói tự động này, hệ thống ổn định trượt thân xe này. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm kiểm soát được kéo em nhá. Túi khí bài này nó sử dụng là 6 túi khí đấy ạ. Về màu sắc xe của chiếc xe này nó sử dụng là màu, có các màu như màu trắng mình đang xem ạ, màu đỏ, màu đen, màu bạc, màu vàng cát và màu ghi vàng ạ. Tổng sẽ có 6 màu nhá. Ok, vậy dạo này em đã giới thiệu cho về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy do này xin phép em sẽ dừng video đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé. để sự cập nhật về giá xe tôi mỗi dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau như Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe ở trên trường Việt Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em mới đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này các bạn ạ.